cứ tụng xin ta ra cảm ơn đề Ngân đi trước đi, Ngân dẫn đường nói tầng giữa đâu vậy đó em dắt đi bằng nê ta ra xa. Xin chào các bạn và các anh chị em thân mến. Khi mà giờ mở cửa, giờ lên tàu đã đến á, thì gia đình Ngọc đã bây giờ đang chuẩn bị để lên tàu. Có đặt trước cho nên là khi mà bước vào thì người ta có hỏi tên và đặt chỗ. Nhưng mà cái lúc mà đặt á, Ngọc lại quên là muốn là thật sự gia đình muốn lên trên tầng 3 cho cao này, cho đẹp nhìn ra ngoài. Nhưng mà cái lúc đặt chỉ nói là đặt chỗ thôi, không có đặt ở tầng 1, tầng 2 hay 3 gì, cho nên là bây giờ đã định cho là cái tầng 2 tầm ngay khoảng giữa. Cũng hơi tiếc nhưng mà cũng không biết làm sao. Thôi thì lên ăn uống tham quan xong một chút thì mình có thể là thả bộ đi lên trên tầng 3 để mình ngắm cảnh cũng được. Xin mời tất cả các bạn cùng gia đình Ngọc đi vào và khám phá du thuyền ở Ninh Kiều này đẹp và vui như thế nào nhé. Biết đâu nó hai lẻ mấy gì đi đâu đó à, hay đi lên trên chắc lên trên quá sao rồi thấy có thấy tụi nó mẹo đây nè kè đứng kè hả nó thấy nó dọn thôi tụi ta đo nào đúng nào câu cái đúng của mình luôn ba cái mụn nó có à, chờ cho chị ngoài đổ nữa kìa. Không có. Ở ngoài đó là không có ngồi được à? Không, cái này đặt bàn, đặt ở trước vậy. À. Đây. Nó chốt cho cái thế ảnh ra đây. Để. Wow, mới xịt tỏ. Rồi, có menu chọn món này. Cái cầu á. Đá. Đá. Ô đúng như ra mà. Cái loại cái bột kha đó qua bên Nga nhìn là mê luôn, đủ loại hết trơn. Mà nó mạnh đô hơn, cái này 30 cũng nhẹ. Ông kêu chị hỏi mà. Ông nói là ông không có tin tưởng chị, chị phải hỏi đi cho chắc ăn. Tàn chê quá anh em. Chú xin mời xeo, Hàn Quốc hàng chú xin tôi mỗi lời ạ. Hàn Quốc hàng chú xin tôi mỗi lời. Những cái ai biết sao tôi nụ hôn chứ mỗi lời ạ. Hàn Quốc hàng chú xin bộ đâu? Nước mắm. Đưa tiếng Việt. Bé đang học. Mắm me. Mắm me. Bố mèo. Mắm me. Cái này là kêu anh Ngọc. Ấy nhìn nước nó ngoe nó cứng đờ luôn. Anh học. Nó nữa rồi. Nó đi
giờ nhiều đoàn vô lắm. No!
À. Sáng đi chợ nổi cho anh chị ơi. Ờ, sao anh thường nụ mạnh hả?